Rồi, bây giờ đến câu số 43 nhá. Các bạn lại bão lai bão tin để ủng hộ Trấn học xưa nhá. Trước đây có gặp cái sự việc gì mà vô cùng khó khăn, đặc biệt khó khăn ở trong công việc không? Họ có thể hỏi hỏi thế để xem là gì. Bạn đã từng gặp phải cái vấn đề khó khăn nhất bạn từng gặp phải đối với bạn là gì? Và lúc đấy bạn có xử lý được không? Bạn xử lý như thế nào? Ok, trước đây trải cùng chua chung trong công việc. Vì tao của từng gặp phải sớm mơ thừa bía khuân nán được sự chỉ mà sớm mơ cái gì nhỉ? Thừa bía khuân nán được sự chỉ mà cái việc gì mà đặc biệt khó khăn không? Chưa chén trải cùng chùa chung trước đây trong công việc vì tao của gặp phải sớm mơ thừa bía khuân nán được sự chỉ mà việc gì mà đặc biệt khó khăn không? Chưa chén trong cung chua chung vì tao của sớm mơ thừa bía khuân nán được sự chỉ mà thì chúng ta kể ra đúng không? Chúng ta kể cái khó khăn đấy ra, ví dụ như là bị khách đến trả lại hàng hay là gì đấy, bị khách đến gây sự hay gì đấy đúng không? Hoặc là gì ký hợp đồng xong họ nghỉ hợp đồng gì đó vân vân, chúng ta kể ra. Tiếp theo họ sẽ hỏi là gì, khi đấy bạn đã giải quyết như thế nào, khi đó là cái gì ạ? Khi đó là gì? Tang sử họ nói một cách sửa xã hơn, một từ trong giao tiếp hơn nữa là gì? Na sử hầu rồi. Ok, tang sử nì sư chẩm mơ chỉa chuế ta, các bạn biết câu này xem nhá. Tang sử nì sư chẩm mơ chỉa chuế ta, tang sử khi đó nì sư chẩm mơ chỉa chuế ta, bạn đã giải quyết như thế nào? Tang sử nì sư chẩm mơ chỉa chuế ta, tang sử nì sư chẩm mơ chỉa chuế ta, khi đó bạn đã giải quyết như thế nào? Ok, câu số 45 họ sẽ hỏi là gì, cái công việc trong mơ ước của bạn là gì, công việc cái chức vụ trong mơ ước của bạn là gì, chức vụ trong mơ ước của bạn là gì đúng không, chức vụ trong mơ ước của bạn là gì đúng không, chức vụ trong mơ ước là gì? Lật đổ ông, tôi có thể nên làm tổng sư trưởng đúng không, tổng sư trưởng là gì nhỉ, chủ tịch hội đồng quản trị đúng không, người bạn là gì? Mơ ước của tôi là được làm chủ tịch hội đồng quản trị có ngân luôn luôn đúng không? Vin Vin tạo rồi, nói xem cái chức vụ trong mơ ước của bạn là gì đúng không, mơ ước là gì? Mộng xiang chung là chữ yệ, mộng xiang chung là chữ yệ, cái chức vụ trong mơ ước em chỉ có một mơ ước nhỏ nhỏ được làm chủ tịch hội đồng quản trị thôi. Xua xua nghĩ mộng xiang chung là chữ yệ, xua xua nghĩ mộng xiang chung là chữ yệ, xua xua nghĩ mộng xiang chung ta chữ yệ, hãy nói một chút về cái mơ, cái chức vụ trong mơ ước của bạn. Ok, câu số 46, bạn có từng bị sa thải không, bạn có từng bị sa thải không, bị sa thải là gì, cái từ sa thải là gì? Chỉ hả cụ, chỉ hả cụ, cụ tức là cụ dùng, tức là gì, là thuê, là mướn, chỉ hả là giải, tức là gì, chỉ hả cụ có nghĩa là cho nghỉ việc, bay chỉ hả cụ, bị chỉ hả cụ có nghĩa là gì, bị cho nghỉ việc, bị thôi việc, có từng bị thôi việc không, có từng bị sa thải không, có từng bị thôi việc không, hiểu bị chỉ hả cụ của mà, hiểu bị chỉ hả cụ của mà, hiểu mấy hiểu bị chỉ hả cụ của, hiểu mấy hiểu bị chỉ hả cụ của, hoặc nếu không dùng từ chỉ hả cụ thì họ có thể hỏi bằng từ gì, chứ thuê, từ này thì nó ít sử dụng hơn, chứ thuê, hoặc là ở trong giao tiếp còn có một cụm từ là chảo yếu húy, chảo yếu húy, chảo yếu húy, chảo xào yếu húy, nó cá mực tức là gì, cái cá con cá mực cái xào nó xoắn tít, nó giống như một người quấy gói như việc ấy, hiểu vậy chảo của yếu húy mà, hiểu vậy chảo của yếu húy mà, hiểu vậy chảo của yếu húy mà, xua số chữ cả chinh lý, hãy nói một chút về cái điều này, xua số chữ cả chinh lý. Ok, câu hỏi số 47 thì ngược lại, ví dụ như mình nói là trước đây cái công việc của mình là làm quản lý chẳng hạn, quản lý nhân sự gì đó chẳng hạn. Thì họ sẽ hỏi bạn là gì, đã từng sa thải người khác chưa, đã từng cho người khác nghỉ việc chưa, chỉa khu của bia lấn mắt, chỉa khu của bia lấn mắt, chỉa khu của bia lấn mắt, đã từng cho người khác nghỉ việc chưa. Ok, câu số hỏi số 48 này, bạn đồng thời có đi ứng tuyển công việc nào khác không, bạn đồng thời có đi ứng tuyển công việc nào khác không, đồng thời là từ gì nhỉ, đồng thời là từ gì các bạn, đồng thời là gì các bạn,
Rồi các bạn Phương Chi rồi cứ yêu là yêu thế thôi, được trả lời rất là tốt. Sư Phạm cũng thế, Quách Khánh thì thân thiện rất là tốt. Ok, Thư Hoàng rất tốt. Tiếp theo, bạn đồng thời có đi ứng tuyển công việc nào khác không? Đồng thời là từ gì ạ? À? Rất dễ, đồng là thống, thời là sự, đồng thời là thống sự, thống sự. Nghỉ thống sự hái trai in trong chỉ tha công chùa mà in trong là đi ứng tuyển. Nghỉ thống sự hái trai in trong chỉ tha công chùa mà nghỉ thống sự hái trai in trong chỉ tha công chùa mà nghỉ thống sự hái trai in trong chỉ tha công chùa mà nghỉ thống sự hái trai in trong chỉ tha công chùa mà. Tiếp theo câu số 49. Bạn thấy rằng cái thù lao của công việc này nên là như thế nào, nên là bao nhiêu? Bạn cho rằng thù lao của cái vị trí này nên là như thế nào, nên hoặc là nên là bao nhiêu, ý của họ là như thế. Bạn cho rằng thì đơn quế đúng không, đơn quế cho rằng thì đơn quế bạn cho rằng cái vị trí, cái thù lao trong công việc này, từ thù lao đó là từ gì nhỉ? Thù lao là từ bao trọng, bao trọng, đừng đọc là bao trấu nhé các bạn nhé, bao trấu đó thu thế nào, là bao trọng, bao trọng thanh nhẹ nhé, bao trọng chưa có chữ quầy được bao trọng, cái thù lao trong vị trí này chưa có chữ quầy được bao trọng nên là như thế nào, nên là bao nhiêu, yên tăng rủ hứa, yên tăng nên hoặc là đúng đáng lẽ, đúng lẽ yên tăng rủ hứa, rủ hứa là như thế nào, bao nhiêu, yên tăng rủ hứa nghĩ lên vậy chưa cờ chứ quay tới bao trò yên tăng rủ hứa. Ok, tiếp theo. Ok, câu hỏi số 50 này. Bạn cho rằng bản thân bạn trong 5 năm sau sẽ trong công việc sẽ có những sự phát triển như thế nào? Bạn cho rằng bản thân bạn trong 5 năm sau trong cái công việc của mình bạn sẽ có cái sự phát triển như thế nào? Bạn cho rằng trong 5 năm sau bạn sẽ có phát triển như thế nào về bản thân bạn trong công việc? Họ sẽ hỏi là gì? Nghĩ luôn với ủ nhé hậu. Bạn cho rằng trong 5 năm sau, nghĩ luôn với ủ nhé hậu, nghĩ luôn với ủ nhé hậu. Chữ chỉ chính mình, trai chữ về chung trong công việc. Quay hiểu sở mới nhập được pha trả nó sẽ có sự phát triển như thế nào? Nghĩ luôn với ủ nhé hậu. Chữ chỉ trai chữ về chung quay dạo sớm mấy nhà đỡ pha trả nấc lý gần quấy ủ nhé hâu chữ chỉ trai chữ về chung quay dạo sớm mấy nhà đỡ pha trả nấc lý gần quấy ủ nhé hâu chữ chỉ trai chữ về chung quay dạo sớm mấy nhà đỡ pha trả nấc. Ok, câu số 51 gần về đích rồi, và họ cũng hỏi những cái câu gần chốt đúng không. Bạn hy vọng tiền lương là bao nhiêu tiền một tháng? Bạn hy vọng tiền lương là bao nhiêu tiền một tháng? Câu này rất là dễ nói đúng không? Câu này rất là dễ nói, tiền lương là cung dư hoặc là xin chảy rồi đúng không? Cung dư hoặc xin chảy rồi. Nì xin quang cung dư tua sọ chén ý cơ yuệ. Câu này rất không ngữ đúng không? Nì xin quang cung dư tua sọ chén ý cơ yuệ. Nì xin quang cung dư tua sọ chén ý cơ yuệ. Ok, tiếp theo. Hoặc là họ sẽ hỏi là gì? Từ tiền lương trong tháng ấy có một cái từ chỉ hai âm tiết thôi là tiền lương theo tháng, đó là từ gì các bạn nhỉ? Đố các bạn biết tiền lương theo tháng rồi. Thịnh thân thiện rất là tốt, Phương Chi cũng thế. Cứ yêu và em thế thôi, cứ bịa ra thì cứ chém thật mạnh vào. Ok, nếu họ hỏi mình cứ chém thật mạnh vào mà. Ok, tiếp theo. Rồi, cái từ 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 tiền lương theo tháng có một cái từ hai âm tiết, đó là từ gì nhỉ?月薪,月là tháng, xin tiền lương này.月薪là tiền lương theo tháng.月薪rồi. Nǐ xīn wān nǐ de yuè xīn shì duō shǎo? Nǐ xīn wān nǐ de yuè xīn shì duō shǎo? Nǐ xīn wān, bạn hy vọng nǐ de yuè xīn tiền lương theo tháng của bạn shì duō shǎo là bao nhiêu? Nǐ xīn wān nǐ de yuè xīn shì duō shǎo? Thì xin quan thì tới vệ sinh sửa tua sảo. Ok, tiếp theo câu số 53. Mục tiêu lâu dài của bạn là gì?
Mục tiêu lâu dài của bạn là gì? Từ mục tiêu là gì nhỉ? Mục tiêu là từ gì? Mục tiêu, rồi rất cảm ơn các bạn đang làm ấm like và thả tim. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là mục tiêu là mục tiêu, rồi còn mục tiêu lâu dài là gì? Lâu dài là từ tráng远 mục tiêu, tráng远 mục tiêu, mục tiêu lâu dài. Mục tiêu lâu dài của bạn là gì? Rất là dễ, khi đó chúng ta sẽ nói là phương chi, không phải là mục tiêu nhé. Mục tiêu thì là mục đích của cái việc gì đó, còn mục tiêu thì mình nhắm tới thì, ví dụ 1 năm, mấy năm sau mình phải lên được chức trưởng phòng này, xong rồi là bao giờ thì là lên được phó giám đốc, thì đấy là mục tiêu của mình. Chẳng phải mục tiêu lâu dài đúng không? Nì tớ tráng nhuyễn mục tiêu sự sẩm mơ. Ok, tiếp theo câu số 54, câu cuối cùng rồi, rất là dễ. Khi mà họ thấy hòm hòm người, họ thấy mình cũng khá là ok đúng không, thì họ sẽ rất khá là mãn ý đúng không, hài lòng rồi, và sẽ hỏi một cái câu mà nghe câu này là mình cứ biết là về nhà ung dung mà chuẩn bị đi làm thôi. Đó là câu gì? Khi nào có thể đến làm việc được? Khi nào có thể đến làm việc được? Câu này dễ quá đúng không? Rất là đơn giản. Chúng ta nói là sớm mất sự hầu khởi lái sang ban. Rồi, cứ yêu yêu thế thôi, biết đúng rồi, rất tốt. Sớm mất sự hầu khởi lái sang ban, khi nào có thể đi làm được? Ok, và chúng ta đã kết thúc cái bài học 54 câu hỏi, những cái câu hỏi mà nhà tuyển dụng thường hỏi chúng ta. Các bạn hãy chuẩn bị một chút, chúng ta cho vào tủ, làm bài tủ, và các bạn hãy nghĩ xem với những câu đấy mình sẽ trả lời thế nào, mình sẽ ứng phó như thế nào đây, và để một cái buổi gần nhất sắp tới chúng ta sẽ đi giải quyết những cái câu hỏi này. Một cái buổi sắp tới trường lớp sư sẽ giới thiệu các bạn bài học, đó là chúng ta sẽ trả lời nhà tuyển dụng như thế nào, người ứng tuyển nên nói những gì, nên trả lời những gì khi đi phỏng vấn. Ok, bài học của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Rất là cảm ơn các bạn, ngày hôm nay các bạn rất là nhiệt tình tham gia, rất nhiều người tham gia và cũng rất nhiều like, rất nhiều trái tim ủng hộ trường lớp sư nữa. Trường lớp sư rất là cảm ơn. Khi chào các sư ta chia chim nhan lái thang của tập trình họ sinh ra ý chí phải quản lợi, bây giờ đã rất là muộn rồi. Chu ta cha quả an, chu hảo mừng, chúc các bạn ngủ ngon và bơi những giấc mơ thật là đẹp. Ok, chào chị em, bye bye.